Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và đây là HP Spectre X3 60. Đẹp, sang và cứng cáp là ba từ mà mình có thể dành cho chiếc HP Spectre X360 này nhờ được build phun kim loại. Phiên bản mà mình đang có ở đây là màu xanh navy, mang lại một tông màu nhẹ nhàng nhưng cực kỳ sang trọng và nhã nhặn. Nếu các bạn chưa biết thì màu xanh navy này là màu mang lại một cảm giác thư giãn nhất trong tất cả các màu sắc và nó cũng cực kỳ dễ phối đồ nữa. HP cũng không quên phủ lên trên bề mặt này một lớp mờ để giúp chiếc máy sạch sẽ hơn, không để lại nhiều dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Cùng với đó là phần khung của máy được hoàn thiện với chi tiết phay xước mạ màu vàng nhẹ. Nhìn vào nó thì sẽ không quá bóng bẩy, nhưng nó lại là điểm nhấn nổi bật giúp chiếc máy này có phần sang trọng hơn. Tổng thể chiếc máy thì rất nhỏ gọn, đây là một lợi thế rất lớn đối với doanh nhân hoặc như con gái bọn mình. Thường thì sẽ không thích lúc nào phải mang theo một cái ba lô hay là mang theo một chiếc túi quá lớn khi đi ra ngoài. Nó rất khó phối đồ và tạo ra một cảm giác rất là đồ sộ. Nhưng tất cả những thứ đó thì sẽ không cần phải lo nữa, bởi với HP Spectre thì các bạn sẽ chỉ cần một chiếc túi nhỏ là đã có thể bỏ vừa chiếc máy này rồi. Logo HP với nhận diện mới được đặt ở phần nắp trên của máy, còn khi nghiêng ra với phần cạnh hông thì chúng ta sẽ thấy được chữ Spectre được khắc nổi bật ở phần khớp bản lề. HP vẫn trang bị đầy đủ cho người dùng những cổng kết nối cơ bản, như ở cạnh bên phải chúng ta sẽ có hai cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 3, trong đó thì có một cổng được đặt ở cạnh khuyết rất tinh tế, công tắc ngắt camera giúp bảo mật riêng tư và cổng microSD. Bên cạnh trái chúng ta sẽ là nơi đặt cổng USB-A, jack cắm tai nghe 3.5mm cùng nút bấm nguồn được đặt ở cạnh vát còn lại. Nói chung thì với số lượng cổng như vậy thì nó cũng đã đủ đáp ứng các nhu cầu của một người làm việc văn phòng. Ngoài ra thì HP Spectre X360 còn được trang bị chuẩn Wi-Fi 6 xịn sò giúp sử dụng mạng ổn định hơn. Tất nhiên nếu muốn dùng Wi-Fi 6 thì các bạn sẽ phải có thêm một cục phát chuẩn Wi-Fi 6 nữa cơ, còn không thì nó vẫn có thể sử dụng với mạng Wi-Fi khác bình thường. Một trong những thứ làm mình cực kỳ hài lòng cho chiếc máy này đó chính là ở yếu tố màn hình. Chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước là 13 inch tấm nền OLED mang lại màu sắc nịnh mắt, đạt 256% gam màu sRGB. Góc nhìn rộng, màu đen sâu cho độ sáng rất cao lên tới 483 nit, sử dụng tốt hơn trong điều kiện ngoài trời khi so với những chiếc máy chỉ sử dụng tấm nền IPS LCD chỉ đạt khoảng gần 300 nit. Cùng với đó, HP cũng đã cắt giảm tối đa phần viền bezel xung quanh màn hình, giúp cho tổng thể chiếc máy càng nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển hơn rất nhiều. Khi cầm ngược lại màn hình thì chúng ta sẽ có ở đây một chiếc tablet hỗ trợ đắc lực cho các bạn sử dụng những công việc liên quan đến đồ họa. Và tất nhiên thì màn hình này cũng sẽ hỗ trợ cảm ứng để chúng ta thuận tiện sử dụng cả ngón tay cũng như là sử dụng bằng bút. Rõ là xịn, màn hình thì nét căng, màu thì lại quá chuẩn để xem phim. Đang mùa dịch corona như thế này mà làm việc xong chỉ cần bẻ ngược chiếc máy lại là đã có thể thành một chiếc tablet rồi là leo lên giường nằm để xem phim thì hết ý. Mang lại sức mạnh cho máy là vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 10, 1065G7, RAM 16GB cùng với SSD 512GB, kết hợp cùng bộ nhớ đệm Intel Optane 32GB giúp chiếc máy có khả năng đọc ghi tốt hơn nhiều. Theo thông tin từ HP thì SSD của máy sẽ chỉ có một slot, thế nên nếu muốn nâng cấp thì các bạn sẽ chỉ có thể thay thế bằng một SSD có dung lượng cao hơn, chứ không thể nào mà bổ sung trên mainboard được. Một số bài test mình đặt ra thì SSD của máy cho tốc độ đọc ghi ấn tượng. Tốc độ đọc ghi tuần tự đạt xấp xỉ 3.5GB tốc độ đọc và xấp xỉ 3GB cho tốc độ ghi. Còn với bài full mux đo nhiệt độ CPU khi hoạt động ở hiệu suất 100%, cao nhất chỉ đạt khoảng 70 độ và quạt cực kỳ êm, gần như là không nghe thấy tiếng. Đây là điểm mà mình đánh giá cao ở phần tản nhiệt của chiếc máy này. Bài test sử dụng thực tế cho thấy là chiếc HP Spectre có thể đáp ứng tuyệt vời các tác vụ văn phòng như dịch web, sử dụng các ứng dụng văn phòng như là Office thì hoàn toàn là thoải mái. Các bạn có thể mở đa nhiệm cả chục tab mà vẫn có thể sử dụng hoàn toàn mượt mà. Còn về phần bàn phím thì chúng cũng được thiết kế rất đơn giản với đèn nền màu trắng nằm dưới phím đen để phù hợp và nổi bật hơn. Tất nhiên thì trên mẫu HP Spectre X360 vẫn sẽ không có cụm bàn phím 5 phép. Đây là điều mà hầu hết tất cả các nhà sản xuất đều phải hy sinh trên những mẫu laptop có kích thước là 13 inch. Tuy nhiên, bù lại,
Bàn dê chuột lại được thiết kế rất rộng rãi và cho độ nhạy cao. Nó sẽ vẫn hỗ trợ cảm ứng đa điểm để người dùng dễ dàng thao tác sử dụng. Cảm giác gõ phím rất tốt, khoảng cách và kích thước các phím vừa đủ để mình không bị bấm lộn trong quá trình sử dụng. Chỉ có một điều là phím này nó sẽ có thêm một hàng ngoài cùng nên tổng thể layout nó sẽ hơi khác một chút so với những chiếc laptop bình thường. Chắc chắn thì các bạn sẽ phải sử dụng một thời gian thì mới có thể quen với bàn phím này. Loa của máy chắc chắn cũng sẽ làm cho bạn ấn tượng. Ở dải trầm tuy có hơi mờ nhạt so với dải mid và treble, nhưng hai dải còn lại rõ ràng được cân chỉnh rất tốt. Tổng thể âm mình vẫn cảm thấy hài lòng bởi khó có được chiếc máy mỏng nào đạt được chất âm như vậy. Điều này có lẽ là nhờ vào công nghệ âm thanh đến từ Bang & Olufsen được trang bị trên Spectre X360, nhưng giá như âm lượng to thêm một chút thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Pin của máy có thể đáp ứng tốt liên tục trong 10 tiếng sử dụng tùy theo từng tác vụ. Với nhu cầu văn phòng cùng một số ứng dụng nhẹ nhàng thì không bao giờ các bạn phải lo lắng về vấn đề pin trên chiếc máy này. Màn đẹp, pin trâu cộng với loa hay nữa thì quá ngon cho một chiếc máy vừa có thể làm văn phòng, vừa có thể giải trí đúng không? Thêm nữa nó lại còn có vân tay bảo mật cực kỳ tiện lợi. Và trên đó là video mình trải nghiệm đánh giá nhanh về chiếc HP Spectre X360 phiên bản 2020 này. Các bạn thấy sao về nó thì hãy để lại ý kiến bằng cách comment xuống bên dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!